tập tục kỳ lạ, lấy người trong họ. Mình và Hát gặp yêu nhau hồi đại học. Hát là một cô gái tính tình rất hòa đồng, hài hước và tích cực. Hồi mới yêu, Hát cũng có hay nói chuyện rằng gia đình cô ấy có một chút vấn đề. Bố mẹ Hát vốn đã chấm cho Hát con của một người họ hàng xa tên là M. Làng của cô ấy có một cái quan niệm khá là lạ lùng. Mọi người gần như không ai lấy người ở nơi khác, hầu hết toàn lấy người loanh quanh ở trong làng, hoặc cùng lắm là cách vài km. Thậm chí là rất cởi mở trong việc lấy người trong họ, họ hàng xa mấy đời ấy mọi người. Hoặc kiểu con cháu lấy thông gia ông này với bà kia, nên thành ra trong làng ai cũng có họ hàng với nhau. Hát thì không thích kiểu đó, nên khi đỗ đại học cô ấy đã nghĩ đây là cơ hội để đổi đời. Hát cũng không hề thích cái cậu M kia. Sau khi bọn mình yêu nhau, Hát không hề cho bố mẹ Hát biết là Hát đang yêu và quen mình. Cho đến năm 3 đại học, vì có người quen trong làng nhìn thấy Hát đi chơi với mình nên Hát bị gọi về nhà ngay lập tức. Cô ấy bị bố mẹ mắng chửi một cách không ra gì bởi vì yêu mình. Họ gọi mình là thằng lai căng, mất dạy. Dù mình và cô ấy chỉ sinh ra ở hai tỉnh khác nhau, phản ứng của bố mẹ cô ấy vô cùng cực đoan. Bố cô ấy qua bạn bè còn tìm đến tận phòng trọ của mình để chửi bới, cấm đứa lai căng như mình lại gần con gái, còn bảo là mình âm mưu chen chân chia rẽ Hát với cậu M kia. Dù cho Hát và M chưa từng có mối quan hệ nào, thậm chí là còn chẳng bao giờ gặp gỡ nhau. Sau khi mà Hát học trên thành phố, ít khi về nhà, còn M thì sống tại làng. Thế mà ông ấy trước bao nhiêu bạn bè của mình mắng chửi vu oan cho mình ầm ĩ hết cả khu trọ. Hát biết chuyện cũng chạy đến van xin bố, thì còn bị ông ấy tát một cái. Mãi sau bao nhiêu người vào can, ông ấy mới chịu đi về. Thời gian ấy mình và bạn gái căng thẳng lắm, vì dù mình cũng có nghe cô ấy kể qua chuyện của bố mẹ không thích con gái lấy chồng xa như thế nào, nhưng mà mình không nghĩ là họ lại căm ghét việc đó đến mức ấy. Khi đó mình cũng đã từng nghĩ hay là chia tay, nhưng mà vì mình rất yêu Hát nên hai đứa mình ngồi lại rồi quyết tâm sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng mọi chuyện thực sự không dễ dàng gì khi thằng M nó bắt đầu ra mặt. Thằng này chuyển lên thành phố hơi mình và Hát học ở luôn, cố gắng tiếp cận Hát bằng mọi cách. Mình đã vài lần to tiếng với cậu ta, cũng cậu ta không được bén mảng lại gần Hát. Hát cũng vì thế mà phải đổi chỗ trọ liên tục. Rồi một lần, cậu ta cùng bạn chặn xe ngã và đánh mình giữa đường. May mắn là lần đó mình chỉ bị thương nhẹ, còn cậu ta thì bị bế lên phường. Thế sau lần đó, bố mẹ Hát và bố mẹ M đến gặp, xin mình đừng làm to mọi chuyện. Nên cuối cùng thì mình cũng bỏ qua. Mình và Hát những tưởng sau vụ đó thì bố mẹ Hát sẽ suy nghĩ lại, vì mình thấy họ im được một thời gian. Không ngờ đâu lại vào đấy. Bố mẹ mình cũng biết chuyện, thấy sự việc nguy hiểm quá nên cũng khuyên mình dừng lại mối quan hệ với Hát. Lúc đó mình và Hát đều chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Gia đình mình thì hầu hết mọi người đều ở trong quân đội, nên học xong thì bố mẹ mình cho mình một suất vào Nam đóng quân luôn. Hát lúc ấy thì cũng không còn được vui vẻ như trước. Cô ấy chịu áp lực lớn từ bố mẹ, suốt ngày bị hai ông bà chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là đòi từ mặt. Thật ra khi bố mẹ đề nghị mình vào Nam, mình định không đồng ý, nhưng Hát biết chuyện. Cô ấy hôm ấy nói là bọn mình nên dừng lại, cố gắng thì chuyện này cũng sẽ không đi đến đâu cả. Bố mẹ cô ấy sẽ không bao giờ để yên và chấp nhận. Chưa kể gia đình mình ở trong quân đội thì cũng không thể chấp nhận có một gia đình thông gia như thế. Dù còn rất yêu nhau nhưng bọn mình cuối cùng quyết định chia tay. Mình vào Nam được một năm thì cô ấy cưới M. Mình lúc đó cũng nghĩ là thôi, coi như là buông bỏ thôi. Rồi mình nhận nhiệm vụ ngoài biển, mỗi lần đi là vài tháng mới về lại đất liền. Cách đây vài tháng mình nhận được điện thoại của Hát. Trong điện thoại cô ấy khóc rất nhiều, nói là M đánh ngày rồi rượu chè, hôm nào thua say xỉn là lại về. Có những lần mà Hát phải nhập viện, rồi khi nào khó chịu trong người thì lại lôi chuyện của hai đứa ngày xưa ra mắng nhiếc. Này thì mày không chịu lấy tao, mày là cái loại lăng loàn lăng nhăng với thằng đấy. Bố mẹ Hát thì khuyên Hát rằng con gái thì phải biết nhẫn nhịn chịu đựng, không một ai có động thái gì để bảo vệ cô ấy cả, bởi vì cả nhà M đã cắt cho bố mẹ Hát một mảnh đất. Thật sự lúc đó mình tức điên lên được, nhưng mà mình bất lực, mình đang lênh đênh ngoài biển. Mình chỉ biết khuyên Hát là hãy viết đơn ly dị hoặc là báo công an, nhưng mà Hát nói không làm như vậy được. Sau đó thì cúp máy và chặn số mình luôn. Mình cũng có gọi điện cho bạn bè nhờ giúp, nhưng bạn bè ai cũng ái ngại nhưng không ai giúp được. Hơn một tháng sau về bờ, mình xin nghỉ phép, tìm về nhà Hát để nói chuyện với hai ông bà, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được những câu chửi bới. Phải qua một người bạn thì mình mới liên hệ lại được với Hát. Hát nói hôm đấy gọi điện cho mình bị chồng phát hiện, cũng là chồng đã chặn vu điện thoại, cấm đoán Hát không cho liên hệ với mình nữa. Hát bảo cũng viết đơn ly dị rồi nhưng mà nhất định không ký. Người trong làng thì mọi người bênh nhau lắm, tại anh em mà không ai chịu ra làm chứng để mà hầu tòa được đâu. Hát bảo thôi giờ chúng mình cũng là người dưng rồi, bảo mình đừng quan tâm nữa, tại vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của mình. Cô ấy cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến mình. Thật sự bây giờ mình không biết phải làm sao, mình bất lực quá. Nhưng đúng là mình chẳng có cái quyền gì để xem vào gia đình đó được nữa cả. Mình không biết phải làm sao nữa. Bây giờ mình mới chợt nhận ra là mình vẫn còn yêu Hát rất nhiều, nhưng không thể làm gì được để bảo vệ cho Hát. Lẽ ra ngày trước mình không nên chia tay, có khi bọn mình sẽ tìm được cách nào đó và Hát sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Đám cưới bạn đi hết mình, đám cưới mình bạn đi hết hồn. Mùa cưới lại đến mà cưới xin lại kéo đến cả một đống vấn đề chị em ạ. Bọn em chơi một hội 4 người với nhau, học chung, chơi chung từ cấp 1, chơi thân nên cưới xin của bạn thì em đi vàng hết. Bạn
Bé em lấy chồng sớm, đứa học xong cấp 3, lấy luôn, đứa thì đại học 1-2 năm rồi lấy. Nên bây giờ đứa nào cũng yên bè ra thất rồi thì em mới lấy. Mà cưới xong thì em mới thấy, trời đúng nhiều cái hài. Hồi mấy đứa kia cưới, nói chứ thả học dở đại học cưới còn đỡ. Kiểu ít ra mình đi làm có đồng ra đồng vào. Chứ lúc cái nờ cưới, em cũng mới học xong cấp 3. Mà ngày đấy, 2 chỉ vàng cũng không phải là ít ỏi gì. Thế mà giờ em cưới, cái nờ lại đi em được 5 triệu bọ mọi người ạ. À chuyển khoản chứ thậm chí còn chẳng đi cưới em. Dù là nó lấy chồng ngay ở quê, cách nhà em có vài cây số thôi đấy. Mà nó chuyển khoản cũng chả thấy Trúc lấy nửa lời. Chỉ để nguyên Phạm Thị NN chuyển khoản, xong cắt màn hình rồi gửi qua mét cho em. Thề em không biết mọi người sao chứ, em thấy bạn làm vậy là cực kỳ không được luôn ấy. Trong khi lúc vợ chồng bạn xa cơ lỡ vận, làm ăn thất bát, N nó cũng thường xuyên vay tiền em. Mà cái tiền bạn đang nợ em cũng cả 20 mấy củ chứ ít gì. Giờ em cưới, bạn chuyển qua 5 triệu xong im im thế này, thì em cũng đang không hiểu là bạn đang trả nợ hay là đang mừng cưới nữa. Chơi với nhau hơn cả chục năm trời, chia ngọt xẻ bùi bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện. Thôi thì em chưa nói đến cái chuyện mà đi nhiều hay là đi ít, mà em chỉ đang nói tới là bạn ở nhà rảnh rỗi, cũng gần chứ có xa gì đâu, mà không nỡ để đám cưới em một chút. Trong khi ngày xưa mà bạn cưới, bê lễ thì cũng em bê, em ở lại nhà bạn 3-4 ngày chứ không tới ăn không. Nghĩ tới lại bực cả mình. Chồng em nghe em kể thì cũng bất ngờ, tại em luôn nói với chồng em là ấy, chơi thân mấy đứa với nhau, nhưng hoàn cảnh của cái nờ nó là thương nhất. Bình thường em ở ngoài Hà Nội thì chả sao, lâu lâu về quê nhưng lúc nào cũng quà bánh đầy đủ cho cả nó và con nó cơ đấy. Thế mà giờ ngày vui của em, nó đối xử với em như thế đấy mọi người ạ. Tính em thì nóng nảy, đám cưới xong xuôi em gọi điện hỏi thẳng luôn, vì thực sự ấy, cái chuyện này nó cứ canh cánh ở trong lòng, tức không nguôi được ấy. Em hỏi nó, thế tiền 5 triệu là mày trả nợ hay là mày mừng cưới tao đấy? Tôi vừa test thử ba cái em kem tay này xong, và đây chính là mùi mà tôi thích nhất. Này là cái mùi trà trắng của mọi người, mùi siêu thơm và thanh lịch luôn. Còn em này thì phảng phất mùi hoa cam nha mọi người. Em này thì là mùi hoa lài nha. Cả ba em này bôi vào tay đều mướt mượt mượt luôn, dễ chịu vô cùng. Bà nào tay nứt thì nhớ múc một em nha. Nó trả lời em rất thản nhiên luôn, tao thấy mày cưới xin chắc cũng cần tiền nên tao trả nợ trước cho mày 5 triệu để mày lo đám cưới. Thề em nghĩ ra trong đầu vô số phương án, kiểu bao nhiêu là câu trả lời của cái nờ ấy, nhưng mà em không bao giờ nghĩ là nó sẽ trả lời như thế này. 5 triệu của nó to quá, 5 triệu thì em tưởng là 50 triệu hay 500 triệu luôn á. Em thì cũng nói lại thẳng luôn, tao cưới xin tốn cũng có mấy trăm củ, riêng cái giảp ấy cũng đã gần 200 củ rồi, nên còn 10 mấy triệu ấy thì mày trả nốt cho tao nhá. Em chưa kịp nói hết câu thì nó đã đong đỏng lên. Khiếp, mày thừa biết là tao khó khăn cơ mà, tao ấy xoay mãi mới được 5 triệu mà giờ mày đòi một phát 10 mấy triệu thì tao đào đâu ra. Chơi với nhau bao lâu tao chả bao giờ nghĩ mày là người tính toán như thế đấy. Ôi xin lỗi các chị em chứ, em nghe đến đây thì em bực hết cả mình, nên em điên tiếp thì em nói luôn. Tao mà tính toán với mày á nờ, tao mà lại thèm tính toán với cái loại như mày á, mày có cái gì đáng để mà tao tính toán không? Mày cưới tao lăn lê ở cái nhà mày 4-5 ngày, từ lúc dựng rạp tới lúc dỡ rạp, tao đỡ lễ, tao phụ bếp, dọn rửa ở cái nhà mày có khác gì con đẻ không? Hồi đó cấp 3 mà tao đi mày tận 2 chỉ vàng, giờ mày như thế nào? 200 cũng không có à? Mày mở mồm mày bảo tao tính toán à? Con mày đau ốm, vợ chồng mày làm ăn thất bát, có lần nào mà tao không giúp chưa? Mà bây giờ mày há mồm ra mày nói cái câu đấy. Còn bây giờ ấy thì không có bạn bè gì nữa hết, lo trả tiền trong tuần này cho tao, tao không ngại gọi người tới tận nhà mày để đòi đâu. Con nờ thì chả thấy ý ở gì, nhưng mà thằng chồng bên cạnh lại chõ mõm vào, đúng là cái loại bạn rách có vài đồng bạc lẻ cũng đòi. Nói chung lúc đấy em tức quá nên em tắt máy luôn. Em cưới xong xuôi cả tháng trời rồi, gọi điện cho nó cũng phải 2-3 tuần trước rồi cơ. Nói thật chứ em dọa thế chứ không có đòi tiền ngay đâu mọi người. Em cũng định kiểu để nó thư thư rồi trả, nhưng mà con này nó không biết điều, nó đi chợ ấy lại mang mồm nói xấu em, kêu là em sống cạn tàu giáo máng, rồi nó đồn em là vô sinh không đẻ được thế này thế kia. Viết xong cái mail này nhá, em về quê hỏi chuyện cho ra lẽ luôn. Em là sao em chơi ở cái ngữ này cả chục năm trời. Chồng tôi yêu cầu tôi và bố anh ta sống chung dưới một mái nhà. Em chào chị ạ, em theo dõi chị lâu rồi, trần trừ mãi nay em mới gửi mail tâm sự về chuyện của mình. Em và chồng kết hôn được 5 năm, hiện tại chúng em đã có với nhau 2 đứa con trai. Anh ấy là một người siêng năng, chịu khó làm việc. Em và anh ấy quen nhau qua Zalo, cũng nhắn tin qua lại được nửa năm thì có hẹn gặp mặt. Thấy anh ấy nói chuyện vui vẻ hòa đồng thì tầm 1 tuần sau là bọn em chính thức quen nhau. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng em nhiều lắm, đi làm thêm mà về trễ cũng phải chạy sang chỗ em ở, gọi ra nói chuyện, mua đồ ăn các kiểu cho em. Nhà anh ấy thì ở Đồng Nai. Tết 2018 anh ấy về quê ăn Tết, ngỏ ý với gia đình, giới thiệu về em, mua cái này sẽ được tặng một cái lõi nha các bác. Thì em ở Vũng Tàu một mình, anh sợ em buồn nên anh bảo mùng 2 Tết xuống Vũng Tàu đón em về nhà chơi cho vui, cũng coi như là về nhà anh ra mắt. Tháng 10 năm đó thì bọn em kết hôn và sinh được con đầu lòng. Thời gian này anh làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều. Tính em trước giờ thì cũng không đòi hỏi gì từ anh hết, cùng anh cố gắng vượt qua mọi chuyện. Con được khoảng tầm 1 tuổi thì em có dắt con về nhà ngoại chơi, mà chơi Tết đó mọi người. Thế anh thấy thế thì mới hứ hừ và bảo chồng thì nợ đâm nợ đìa mà không biết lo biết nghĩ, còn dắt con về nhà ngoại ăn Tết chắc lại lấy tiền nhà về lo cho ba mẹ ruột đây mà. Mùng 2 Tết em bắt xe về lại nhà chồng luôn. Vào nhà thì em cũng chào hỏi ông bà, nhưng mà hai ông bà ấy thì chẳng nói năng gì hết, ghét bỏ ra mặt luôn. Thời gian sau thì hai vợ chồng em có ít tiền vốn, cũng mở quán nhậu kinh doanh, mà được một thời gian thì lại đóng cửa.
bọn em dọn về nhà chồng, kiểu không làm ra tiền nên em cũng bị khinh thường lắm. Ông bà bảo là giờ em đưa cháu cho ông bà chăm, em đi tìm việc làm còn kiếm tiền cùng chồng lo nợ nần, cứ để mình con ông bà làm thì ông bà xót. Thời gian này dù em có làm bất cứ điều gì thì bà cũng đều thấy chướng tai gai mắt, cãi nhau lanh tanh bành luôn. Anh đi làm ăn xa vì dịch Covid nên lâu lâu mới về thăm một lần. Con thì em cho về ngoại chơi với ông bà. Em đi tìm việc làm, mọi thứ ổn hơn thì anh có mở quán ăn cho em làm. Từ khi có tiền, bà mẹ chồng của em cũng có thái độ khác hẳn. Bà gọi điện, nói chuyện nhiều hơn, quan tâm cháu nhiều hơn. Mọi người nhìn vào thì thấy gia đình em hạnh phúc lắm. Em tiếp tục mang bầu bé thứ hai, bầu bì, nhưng mà em vẫn phải làm việc cho tới tận gần lúc sinh. Chuyện vợ chồng thì cũng hạn chế vì em sợ ảnh hưởng đến em bé. Cộng thêm bầu bì tính tình thay đổi, kiểu em cũng hay cáu gắt ấy. Chuyện sẽ không có gì cho tới khi anh đi ship đồ ăn cho một con bé kia. Anh có nhắn tin qua lại và tán tỉnh quan tâm này kia. Anh bắt đầu biện lý do là bận làm việc, gặp khách hàng để đi gặp bé kia. Dần dần anh vắng nhà nhiều hơn, đến tối là bảo đi xem hàng ở huyện này huyện kia, rồi không ngủ ở nhà. Đến ngày em sinh, anh theo em vào viện. Con vừa ra, anh bế được tầm 1 phút, đưa cho mẹ chồng. Anh về cho đứa lớn đi học rồi sang ở với nhân tình. 2 ngày sau anh có bảo với em anh phải đi Đà Lạt xem hàng rau củ cho khách. Tầm 2 hôm sau anh về, nhưng sự thật là gì mọi người biết không? Nhưng mà không ngờ anh lại dắt con bé kia đi du lịch. Anh đi chơi mặc kệ em mới sinh xong đau đớn như thế nào. Sau khi về nhà, vết mổ vẫn còn đau, nhưng em vẫn phải cố gắng đi lại bán hàng để kiếm tiền. Em thề là em không được ở cữ một ngày nào mọi người ạ. Anh thì kiểu đi đi về về, vẫn nấu cơm này kia cho em, đi chợ mua đồ các kiểu, rồi lại tót sang chỗ con kia. Anh sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh để không một ai biết hết. Sau 3 tháng thì em mới phát hiện ra chuyện anh ngoại tình. Em có gọi anh về hỏi rõ mọi chuyện thì anh quỳ xuống xin lỗi em. Anh giải thích với em rất nhiều, em dắt con bỏ đi. Sau đó mấy anh chị chơi chung biết chuyện, cũng hẹn em với anh ấy ra nói chuyện, quên nhủ các kiểu. Anh hứa chấm dứt để về với vợ con. Em thì lại nghĩ ai cũng có sai lầm, vì con nên em chấp nhận tha thứ. Nhưng mà em không ngờ rằng thời gian đó anh ta vẫn tiếp tục qua lại, hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới con kia. Hôm đó anh đi làm về mệt quá, quên ẩn tin nhắn ở Zalo đi. Em thì linh tính mách bảo, tò mò vào xem anh có liên lạc nữa không. Thì ôi giời ơi, em phát hiện hai người vẫn tiếp tục qua lại, vẫn ăn ngủ nghỉ với nhau. Mặc dù con kia đã biết chuyện anh có gia đình rồi nhá, nhưng vẫn kiểu dỗi hờn. Thôi anh về với vợ con anh đi, anh đừng làm phiền em, anh để cho em yên. Em nói thật, mặc dù em vẫn còn rất yêu anh, nhưng em không muốn phá hoại gia đình anh đâu. Chồng em thì lại ngon ngọt hứa hẹn. Anh hùng hổ tuyên bố rằng sẽ ly hôn với em. Dĩ nhiên khi biết chuyện thì em lại làm ầm lên. Lần này em gọi thẳng cho mẹ của con kia để nói chuyện luôn. Chồng em lại cũng quỳ xuống xin lỗi, mong em tha thứ, rồi là có vấn đề khó khăn mong em hiểu cho. Em gọi điện ba mặt một lời nói chuyện. Bây giờ anh ta lại giở cái giọng này với em chứ. Anh muốn em và bé kia hai người dung hòa với nhau, chấp nhận sống chung với nhau, vì anh không muốn bỏ ai cả, ai anh cũng thương hết. Còn bé kia thì lại kiểu, nếu chị chấp nhận em thì em cũng chấp nhận chị. Ủa chứ mày có quyền chấp nhận tao luôn hả? Xong nó còn bảo là em sẽ phải ở với chị, phụ chị trông hai đứa con. Em đã làm giấy đơn phương ly hôn, nhưng mà chồng em thì lại tuyên bố như thế này chứ, không ai dám nhận đơn của em đâu. Bởi vì ông ấy có quen người bên tòa án. Sau một tháng lằng nhằng thì chuyện này cũng có được lôi ra giải quyết mấy lần, nhưng mà đáp án chỉ có một. À, chồng em vẫn mong em và bồ anh ta sống dung hòa với nhau dưới một mái nhà, để có bộ nhí của anh ta tiện chăm sóc con em. Giờ em phải làm gì đây mọi người? Trời ơi, cứu tôi.